Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu pháp môn giải thoát không? Dạy người khác tu pháp môn giải thoát không? Khen ngợi pháp môn giải thoát không? Vui vẻ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát không? Tự tu pháp môn giải thoát vô tướng. Dạy người khác tu pháp môn giải thoát vô tướng. Khen ngợi pháp môn giải thoát vô tướng. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát vô tướng. Tự tu pháp môn giải thoát vô nguyện. Dạy người khác tu pháp môn giải thoát vô nguyện. Khen ngợi pháp môn giải thoát vô nguyện. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát vô nguyện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu pháp năm loại mắt. Dạy người khác tu pháp năm loại mắt. Khen ngợi pháp năm loại mắt. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp năm loại mắt. Tự tu pháp sáu phép thần thông. Dạy người khác tu pháp sáu phép thần thông. Khen ngợi pháp sáu phép thần thông. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp sáu phép thần thông. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu pháp mười lực của Phật. Dạy người khác tu pháp mười lực của Phật. Khen ngợi pháp mười lực của Phật. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp mười lực của Phật. Tự tu pháp bốn điều không sợ. Dạy người khác tu pháp bốn điều không sợ. Khen ngợi pháp bốn điều không sợ. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp bốn điều không sợ. Tự tu pháp bốn sự hiểu biết thông suốt. Dạy người khác tu pháp bốn sự hiểu biết thông suốt. Khen ngợi pháp bốn sự hiểu biết thông suốt. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp bốn sự hiểu biết thông suốt. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu pháp đại từ. Dạy người khác tu pháp đại từ. Khen ngợi pháp đại từ. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp đại từ. Tự tu pháp đại bi. Dạy người khác tu pháp đại bi. Khen ngợi pháp đại bi. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp đại bi. Tự tu pháp đại hỷ. Dạy người khác tu pháp đại hỷ. Khen ngợi pháp đại hỷ. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp đại hỷ. Tự tu pháp đại xả. Dạy người khác tu pháp đại xả. Khen ngợi pháp đại xả. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp đại xả. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu pháp 18 pháp Phật bất cộng. Dạy người khác tu pháp 18 pháp Phật bất cộng. Khen ngợi pháp 18 pháp Phật bất cộng. Vui vẻ khen ngợi người tu pháp 18 pháp Phật bất cộng. Hết quyển thứ 101.